Dự án con lợn vàng trên ship trên đã ít tới 150 lần nhưng rất nhiều anh em vẫn chưa biết cách mua bán trên trên này thì ở video này mình sẽ hướng dẫn anh em một cách chi tiết nhé. Đầu tiên, mọi người cần thêm mạng ship trên vào ví MetaMask, cách thức thì đơn giản thôi. Mọi người truy cập vào trang web này. Slot kết nối ví MetaMask. Sau khi kết nối ví MetaMask, nó sẽ yêu cầu bạn thêm mạng này vào trong ví của bạn. Kéo xuống, ấn phê duyệt là xong đã thêm ship trên vào ví MetaMask thành công. Cái bạn cần bây giờ là W -ship. Thì WSHIP chính là một loại tiền tệ dùng trong hệ sinh thái của ship trên, nó giống như BNB trong BNB Smart Chain vậy. WSHIP này anh em cần sờ góp từ Shiba qua e. thì trước kia Shiba chỉ có thể giao dịch qua ERC20 nhưng hiện tại đã có thể giao dịch Shiba qua BSC nhé. Cách thức thì đơn giản thôi. Anh em vào link pool coin này. Ấn con click ví. Ấn vào chơi. Tại đây, mọi người dễ dàng sờ góp để kiếm Shiba từ mạng BSC. Vậy là mình đã mua xong Shiba Inu, bây giờ mình sẽ tiến hành swap Shiba Inu sang WSIP Mọi người vào lại trang web này, chọn cầu giao dịch từ Shiba Inu mạng BSC sang WSIP mạng ship trên Chọn số lượng các bạn muốn swap, chọn vào một lao Sau đó ấn xác nhận là thành công Vậy là bạn đã có WSIP trên mạng ship trên rồi Hiện tại ở trên này thì phí giao dịch cực kỳ rẻ, tốc độ xử lý giao dịch thì cực kỳ nhanh, hứa hẹn sẽ là một trên cực kỳ hot trong thời gian tới. Ngoài ra rất nhiều dự án hot sắp được triển khai tại trên này, anh em chịu thủ tham gia nhé. Chúc tất cả anh em cách đi crypto sẽ có được nhiều đến thị trường này.